Thưa quý vị, ở vùng sông nước Cửu Long, Cần Thơ, Kiên Giang, một thời gian dài, đời sống nhân dân ở đây đã trở nên hoang mang và dậy sóng bởi hàng loạt vụ án mạng cướp tài sản xảy ra liên tiếp trên địa bàn. Điều khiến cho nhân dân cảm thấy sợ hãi và bất an trước những kẻ sát nhân tàn độc, bởi chúng không phải chỉ là những tên bất hảo, mà còn có cả những người từng đứng trong hàng ngũ công an của nhà nước. Khi lực lượng công an triệt phá hàng loạt băng cướp khét tiếng, thì cũng là lúc rất nhiều sự thật giật mình được ẩn giấu phía sau, được phơi bày ra ánh sáng. Sáng đầu xuân năm 1989, người dân ven sông Hậu thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Cửu Long, tức tỉnh Vĩ Long ngày nay, phát hiện một đại thể nữ không đầu nổi ở bờ sông. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, thì có bốn thanh niên lạ mặt bỗng dưng xuất hiện. Một trong bốn người đó cho biết cô gái xấu số là người yêu của mình, rồi cùng nhau cột nạn nhân kéo theo chiếc ghe của chúng và chạy đi. Nhiều người đã thốt lên, quần sát nhân quá tàn ác. Những thanh niên này cũng nhẫn tâm không kém, sao lại cột người ta mà kéo đi lềnh bềnh như vậy, thật vô tâm. Chiều cùng ngày, tin tức về sự ra đi của nạn nhân được báo về công an huyện Bình Minh và phòng cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Long. Trinh sát có mặt tại hiện trường, những người chứng kiến không cung cấp được gì ngoài việc họ thấy bốn thanh niên cột đại thể của cô gái vào sau ghe để kéo đi. Tuy nhiên, có điều là một trong số bốn thanh niên đó có tướng tá rất to lớn và dữ tợn. Khi lực lượng trinh sát đang truy tìm đại thể không đầu cũng như tung tích của nạn nhân, đồng thời truy tìm dấu vết về bọn sát nhân, thì ở Cần Thơ, cách hiện trường khoảng 40 km đường sông, trong một quán nhậu vắng vẻ ven sông, một đám người đang ăn nhậu nói cười rôm rả về việc cho một ai đó lặn sâu đòi được thưởng công cáng. Sau này khi bị bắt giữ, Mã Đình đã kể lại quá trình gây án như sau. Trong đêm tối, khi nhìn thấy chiếc xuồng của cô gái chạy chậm dần trên sông Hậu, Mã Đình đã lệnh cho xuồng của bọn chúng tấp sát lại. Sau khi ra lệnh cho dừng xuồng, cô gái cho xuồng chạy chậm. Người em trai của cô lúc đó mới chỉ 15 tuổi đã vội vàng hô cướp. Nhưng giữa sông nước mênh mông, làm gì có người để ứng cứu. Ở thế đường cùng, cô gái đã dùng hết sức bình sinh quất tên cướp đứng gần nhất một cây rầm, làm hắn té nhào xuống sông và tung một cú đá, làm tên thứ hai bay khỏi ghe lộn xuống nước. Thấy đồng bọn bị knock out, Mã Đình đứng dậy rút hung khí quất ngang đầu cô gái, làm nạn nhân rớt hẳn xuống dưới nước. Xong sau đó, cả bọn đã lấy đầu mái dầu đưa sang xuồng mình rồi tẩu thoát, bỏ mặc cậu nhóc lênh đênh trên chiếc xuồng không máy giữa dòng sông trong đêm tối. Cô gái xấu số ấy tên là Trịnh Diệu Xuân, dân trài, buôn bán nhiều năm trên sông Hậu. Bốn thanh niên đã đến kéo đại thể nữ đi chính là đồng bọn của tên cướp khét tiếng Mã Đình. Mã Đình tên thật là Nguyễn Văn Dơn, 32 tuổi, ngụ tại xã Khánh Hòa, huyện Vĩnh Châu. Lúc 14 tuổi, hắn tham gia cách mạng, vào lính đặc công. Đến năm 1976, hắn làm trưởng công an xã. Thế rồi với bản chất ngang tàng, tự tại, hống hách, Dơn bắt đầu ăn chơi quậy phá, để rồi bị kỷ luật, phải rời lực lượng công an vào năm 1978. Không chịu cải tà quy chánh, hắn đến Kiên Giang, tập hợp đám đàn em đi cướp. Hai lần cướp ở khu vực Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Dơn xa lưới nhưng đều trốn thoát được từ những sơ hở của nơi tạm giam. Năm 1982, hắn lại xa lưới công an tỉnh Cần Thơ, nhưng lại trốn thoát thành công. Lúc 3 giờ ngày 16 tháng 5 năm 1989, Mã Đình cùng với đồng bọn dừng ghe lênh đênh trên sông. Trên ghe được ngụy trang một số lưới và dụng cụ đánh cá, nên nhiều người đã lầm tưởng ghe của dân trại. Trăng đêm hôm đó sáng rực xuyên qua vòng ghe, chiếu rọi khắp căn nhà ghe của hắn. Như linh tính một điểm cờ, hắn vội cuốn lưới thu dọn đồ đạc và nói gọn lọn một câu nhổ neo. Khi tổ trinh sát đến nơi, thì vợ chồng của Mã Đình cùng với đồng bọn đã đi hơn một ngày. Mấy ngày sau, cơ sở của ta phát hiện chiếc ghe của vợ chồng hắn neo đậu tại vòm Ô Môn. Mã Đình đang hội tụ đàn em để ăn chơi, bàn việc đi cướp. Tin tức được cấp báo về công an huyện Ô Môn. Tuy nhiên, khi tổ công tác đặc biệt có mặt tại đây, thì Mã Đình đã biến mất. Trong cuộc họp chuyên án vào tối ngày 14 tháng 6, ban chuyên án quyết định sẽ thực hiện phương án thả mồi bắt bóng để sớm kết thúc số phận của hắn ta. Chiều trên sông Hậu, khu vực phía Bắc Cần Thơ, chiếc xuồng có trọng tải lớn trong bề thế, mang dáng dấp ghe xuồng của thương nhân khá giả, từ từ cập bờ phía Bắc. Một miếng mồi ngon mà Mã Đình và đồng bọn không thể nào không dòm ngó tới. Trên xuồng, trưởng phòng Nguyễn Văn Tân, đại úy, đội trưởng đội trọng án Phan Vĩnh Lạc và các trinh sát đang căng mắt nhìn vào màn đêm, xem xét từng đồng tĩnh của dòng sông Hậu. Khoảng 2 giờ ngày 20 tháng 6, chiếc ghe bọn cướp cập vào. Chúng chỉ có hai tên, đó là Mã Đình và em vợ hắn ta là Trần Văn Huệ.
vẫn động tác quen thuộc. Mã Đình quét đèn pin xem xét động tĩnh trên giường. Thấy không có phản ứng, hắn cùng Huệ đã nhảy phóc lên, bắt đầu ra oai phủ đầu để cướp bóc. Khi phát hiện là lực lượng công an, nhanh như con rái nước, Mã Đình và Huệ phóng tùng xuống sông rồi lặn mất. Hàng loạt lớp đạn đã bắn theo vang động cả dòng sông, nhưng lại không trúng đích. Cuộc vây ráp khu vực này diễn ra suốt đêm, nhưng không tìm ra được dấu vết của chúng. Sáng sớm ngày hôm ấy, Trần Văn Huệ từ dưới sông lóp ngóp bò lên bờ, lê bước về phía cuối chợ, thì đã bị dân phòng tóm gọn, đưa về đồn điều tra. Đi được vài bước chân, hắn bất ngờ ủi anh dân phòng rồi bỏ chạy nhưng bất thành. Hắn được cấp tốc đưa về công an huyện Bình Minh, nơi mà ban chuyên án thường trực lấy cung. Khi hỏi tung tích của Mã Đình, Trần Văn Huệ nhất quyết không khai nhận, hắn luôn trả lời với thái độ sắc láo. Nhưng điều đó không làm cho các điều tra viên mất bình tĩnh. Sau đó, tên đàn em gắt lì này cũng phải lòi đuôi khi điều tra viên liệt kê một loạt địa chỉ tiêu thụ tài sản mà Mã Đình và hắn thường đến để giao hàng. Từ những lời khai tương đối chính xác của Trần Văn Huệ kết hợp với các tài liệu trinh sát có được, ban chuyên án đã hạ lệnh bắt các đối tượng khác liên quan, còn Mã Đình thì vẫn bặt bóng chim tăm cá. Nhưng điều hết sức vui mừng là trong những ngày truy lùng băng cướp Mã Đình, các trinh sát lại tóm được một băng cướp khác do Nguyễn Văn Hơn cầm đầu. Hơn cũng có một thời dưới trướng của Mã Đình. Cơ quan điều tra nhận định tên cướp khét tiếng Mã Đình vẫn ngoài vòng pháp luật. Chắc chắn hắn sẽ tiếp tục gây ra những vụ cướp nghiêm trọng trên sông nước miền Tây. Vì thế cuộc chiến này vẫn tiếp diễn với khí thế ngày càng sôi động và quyết liệt. Không chỉ có vậy, cùng thời kỳ danh vọng với Mã Đình, một cái tên khác cũng khiến cho cơ quan điều tra chú ý, vì hắn cũng chẳng hề kém cạnh gì Mã Đình. Mỗi lần nhắc đến Chiến Rồng là ai cũng cảm thấy sợ hãi. Trong quá trình điều tra phá án ba băng cướp khét tiếng, thì câu chuyện về Chiến Rồng thoát tội có lẽ là thú vị nhất. Khi biết công an đang truy lùng ráo riết, đại ca Chiến Rồng bèn nghĩ ra một kế kim thiền thoát xác. Nhưng các điều tra viên, với đôi mắt tinh tường và sự thận trọng, đã nhìn thấu được thủ đoạn này. Thủ đoạn rửa tội tinh vi của hắn không qua mắt được mọi người. Sáng ngày 20 tháng 9 năm 1989, tổ trinh sát chốt tại phà Mỹ Thuận đã phát hiện một thanh niên đi xe đạp với một dáng vẻ đáng ngờ. Quan sát kỹ, các trinh sát trông hắn rất quen. Các trinh sát đã bám theo đối tượng đến trước công an huyện Bình Minh, thì bất ngờ hắn đi thẳng vào bên trong để xin đầu thú. Các trinh sát nhận định ngay, có nhiều khả năng kẻ đầu thú chính là Khải Sộp, một tên cướp khét tiếng không kém gì Mã Đình. Trong quá trình đội lốt đàn em của Mã Đình khai báo, hòng che giấu thân phận và hành vi phạm tội, tên cướp này đã bị bóc trần sự thật bởi không thể qua mặt được các điều tra viên. Khải Sộp, tên đầy đủ là Võ Quốc Khải. Sau giải phóng, Khải Sộp công tác tại công an huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ. Năm 1978, Khải Sộp bị kỷ luật, sa thải khỏi ngành công an vì liên quan đến vụ mua đổi tiền. Sau khi trở về quê, hắn đã dự mưu đi cướp bóc để có tiền ăn chơi. Cuối năm 1984, hắn gia nhập băng cướp của Mã Đình. Sau vài vụ, tính bất phục dưới quyền kẻ khác xui khiến, hắn đã rời khỏi băng nhóm này, chiêu dụ 10 tên đàn em, thành lập băng cướp Chín Rồng, tự phong cho mình là đại ca Chín Rồng. Nhiều vụ cướp trên các tuyến sông Hậu có vai trò điều khiển và sự trực tiếp hành sự của hắn ta. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 băng cướp bị xóa sổ, 27 đối tượng vào tù, một số tên còn lại đang lẩn trốn, trong đó có tên cướp khét tiếng là Mã Đình. Trinh sát nắm được tin, Mã Đình cùng vợ con đã vượt biên và đang sống ở Malaysia. Sau khi xác minh, ban chuyên án nhận định Mã Đình vẫn còn ở trong nước, có thể là sống cùng vợ con và đang lang bạt ở các tỉnh miền Tây. Sau thời gian trốn chui trốn lùi ở Cà Mau, một chiều vào cuối tháng 10 năm 1989, Mã Đình trở về Cần Thơ. Tại một cuộc vui chơi với em út, Mã Đình đã liên tục khoe khoang, tự nhận mình là tướng cướp. Nhưng hắn không ngờ rằng trong số các cô tiếp viên hôm ấy có người tên là Hồng Thắm, con cháu của một gia đình từng bị hắn ra tay cướp hết tài sản. Cô này đã âm thầm chuẩn bị tố cáo với công an cho Mã Đình đền tội. Sau khi dò hỏi được hướng đi tiếp theo của hắn ta, Thắm đã vội vã đến công an phường Cái Khế để báo tin. Khi chuyến phà cuối cùng sắp rời bến, Mã Đình bước nhanh xuống mua vé qua phà. Từ phía sau, Thắm ôm chầm lấy hắn và la lên, bắt dùng tên móc túi. Nhanh như chớp, các trinh sát ập đến để bắt giữ hắn ta. Ngay trong đêm, Mã Đình được chuyển giao cho công an tỉnh Cửu Long. Nửa năm sau, hồ sơ tố tụng đã hoàn thành. Tên cướp khét tiếng Mã Đình và đồng bọn đã bị kết án tử trong một phiên tòa lưu động trên sông Hậu. Kẻ rửa tội Khải Sộp và đồng bọn cũng nhận những bản án thích đáng, trả lại sự yên bình trên sông nước Cửu Long. Những băng cướp tàn bạo trên
đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân ở Cần Thơ, Kiên Giang. Sự tàn bạo coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác của chúng nên xứng đáng nhận được những bản án cao nhất. Kỳ án đã được phá giải, điều này cũng cho thấy được sự tinh nhạy của cơ quan điều tra, sự dũng cảm của các điều tra viên khi đối diện với những kẻ manh động, liều lĩnh. Chương trình của chúng tôi xin phép được tạm khép tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.